Xin chào cả nhà, trước mắt cả nhà chính là không gian của biển Mỹ Khê. Hiện tại thì Kiều Anh đang có mặt tại khu vực biển Mỹ Khê. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là trời mưa và cũng là buổi chiều tối. Vì vậy cho nên là cả nhà sẽ thấy là bên ngoài trời biển có phần hơi u ám một chút xíu đúng không ạ? Và cũng như là đang vắng người, tại vì bây giờ thì trời cũng mưa và chiều tối nữa cho nên ít ai mà đi tắm biển vào giờ này. Và bây giờ thì Kiều Anh đang tiến gần hơn về phía biển đây. Cả nhà nhìn thấy sóng biển rất là mạnh đúng không ạ? Sóng biển rất là mạnh, trắng xóa. Khác với những cái không khí vào những cái ngày mà Kiều Anh đi vào buổi sáng hay là những cái buổi chiều thời tiết mát mẻ dễ chịu thì mọi người đến đây để tắm biển. Còn ngày hôm nay thì trời mưa và bây giờ thì cũng đã trễ, vì vậy cho nên là biển rất là vắng vẻ nè. Và Kiều Anh thấy là sóng vỗ rất là mạnh, nhưng mà cũng may là đứng gió đó, không có gió. Nếu không thì cảm giác sẽ rất là lạnh ở đây. Cả nhà thấy biển vào buổi chiều mưa thì như thế nào ạ? Chúng ta nhìn thấy là một cái không khí nó hơi ảm đạm một chút đúng không ạ? Nó hơi ảm đạm, không còn cái cảm giác là nó gọi là nó tươi mới hay là mát mẻ của biển nữa. Nhưng mà bây giờ thì không khí nó đang có phần hơi ảm đạm một chút. Tuy nhiên thì một cái cảm giác cũng rất là thú vị khi mà hiện tại thì ở đây chỉ có Kiều Anh thôi. Và không gian của biển trời, mình nhìn ngắm cảnh biển vào trong một cái buổi chiều mưa như vậy thì cũng khá là thú vị đúng không ạ? Khá là thú vị. Nếu mà trường hợp những ai mà có tâm trạng mà không có vui hoặc là tâm trạng hơi buồn một chút thì nhìn vào cảnh này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cảm thấy hơi buồn. Tuy nhiên thì thôi thì bây giờ nếu mà có tâm trạng hơi buồn, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn về phía biển xa xăm như thế kia, nhìn về những cái sóng biển vỗ về như thế kia, thì Kiều Anh cũng hy vọng rằng những ai mà có tâm trạng buồn mà ngắm biển vào một buổi chiều như thế này thì chúng ta cũng sẽ vơi đi phần nào những nỗi buồn, chúng ta để cho những cơn sóng cuốn trôi đi những buồn phiền. Và chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này sẽ thú vị hơn đúng không ạ? Bây giờ thì trời cũng đang mưa nặng hạt hơn rồi. Kiều Anh cho cả nhà ngắm một vài những cái phút giây về biển trong buổi chiều mưa. Và bây giờ thì Kiều Anh sẽ vào bên trong nhà hàng để thưởng thức những cái món ăn ngon tại nơi đây. Rồi, trước mắt cả nhà là con đường để mà mình đi lên khu vực nhà hàng. Đây là cũng là con đường cũng mới xây dựng đây. Thời gian trước Kiều Anh đi đến đây thì cũng chưa có xây dựng cái đoạn này đâu. Bây giờ thì để phát triển du lịch biển Mỹ Khê cho nên là cơ sở hạ tầng cũng có sự thay đổi. Phía trước nhà mắt của cả nhà chính là nhà hàng Mỹ Khê, theo đúng với tên gọi của biển Mỹ Khê luôn. Và đây cũng là một trong những nhà hàng mà có nhiều món ăn khá là ngon. Và món ăn mà Kiều Anh yêu thích ở nơi đây chính là món bánh xèo. Trong một buổi ngày chiều mưa như thế này mà chúng ta được ăn bánh xèo nóng cuốn với bánh tráng và rau sống chấm nước mắm, trời ơi ngon tuyệt vời luôn. Bây giờ Kiều Anh sẽ vào bên trong khu vực nhà hàng nhé. Thì Kiều Anh đã ngồi vào bên trong bàn ăn rồi. Ngày hôm nay thì mình đi cùng với gia đình mình, có bà nè, có bố mẹ nè. Và caramel thì các bạn biết rồi đó. Caramel không ai khác chính là anh xã. Ở đây là nhà hàng ở khu vực biển, vì vậy cho nên là những cái món ăn rất là đặc trưng, những cái món hải sản. Hải sản ở đây rất là ngon. Và trên bàn bây giờ thì cả nhà sẽ nhìn thấy đây là món mực hấp. Và hồi nãy nghe giới thiệu đó là mực tươi nè, ngọt. Thì lát nữa Kiều Anh sẽ thưởng thức xem thì như thế nào, có đúng với hương vị mà cô phục vụ cô đã nói hay không. B
bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức món mực hấp này ha. Đây, nhưng mà cả nhà chúng ta sẽ cùng xem kỹ miếng mực hấp. Ăn kèm với mực hấp sẽ là nước mắm gừng. Đây. Hương vị mực ở đây rất là tươi nè, giòn. Và bên cạnh với mực, một món ăn rất là đặc trưng ở nơi đây, bánh xèo. Bánh xèo tôm nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Ồ, cái chén mắm nè. Rồi, ăn bánh xèo thì chúng ta sẽ có bánh tráng, ăn kèm với lại là rau sống. Đây, chúng ta sẽ ăn bánh xèo cùng với là bánh tráng cuốn và rau sống chấm với nước mắm này. Quá là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì con sẽ bắt đầu cuốn bánh xèo để thưởng thức hương vị bánh xèo ở nơi đây. Đã lâu lắm rồi mình mới đến nơi đây để mình ăn đó. Bánh xèo ở đây thì nó hơi khác với lại là ở Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn thì trong video trước thì anh đã chia sẻ là bánh xèo nó giòn và nó nhiều tôm, bánh xèo tôm nhảy đó. Ở đây thì tôm thì nó ít hơn, nhưng mà nó mang một cái nét gọi là một cái nét truyền thống, bánh xèo truyền thống. Mềm mềm, chắc cũng mềm, chắc cũng là vừa mềm vừa giòn. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh xèo lên trên cái bánh tráng này ha. Một lát bánh xèo thì chúng ta sẽ có khoảng 2 con tôm. Anh sẽ cho một ít rau lên. Rồi, như vậy là mình đã cuốn xong được một cuốn bánh xèo rồi. Nhìn nó cũng không có được đẹp lắm đúng không? Và ăn với bánh xèo này sẽ là nước mắm. Nước mắm giả nè. Trời ơi, nước nhiều ớt quá. Đây, mắm ớt tỏi. Nhìn cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đưa mẹ ấy cho. Bây giờ Kiều Anh sẽ bắt đầu thưởng thức cái bánh xèo đây nó. Cuốn bánh xèo này nha. Bánh xèo mềm. Vị tôm cũng ngon nữa. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cuốn bánh xèo nữa nha cả nhà. Đó, mọi người nhìn thấy là vẫn còn khói bốc lên nè. Bánh xèo nóng vừa mới đút luôn. Bánh xèo ở những cái nơi khác thì nó sẽ có thể là người ta sẽ cho thêm nghệ vào để cho nó vàng. Còn đây thì bánh xèo nó nhìn nó trắng nè. Nhưng mà nó là có một cái hương vị rất là riêng của bánh xèo Quảng Ngãi. Ăn được không á? Bánh xèo thì có chỗ thì nó sẽ cho mình cảm giác là mềm nè. Có chỗ thì nó sẽ có giòn giòn một chút. Vị tôm thì tươi. Và đặc biệt đó là ăn trong mùa mưa mà ăn bánh xèo nóng thì cảm giác rất là ngon miệng. Sau khi thưởng thức xong món bánh xèo thì bây giờ là xuất hiện thêm hai món ăn nữa. Món sò điệp nướng mỡ hành và món cháo sò. Trong những ngày trời mưa như thế này mà chúng ta sẽ ăn món cháo sò nóng thì quả thật rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Sò điệp nướng mỡ hành thì Kiều Anh nghĩ là cũng là một món ăn yêu thích của nhiều người.
Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức một miếng sò điệp nước mỡ hành ở nơi đây ha. Đây là phần sò điệp nè, đây là mỡ hành. Không biết là hương vị sẽ như thế nào, để tụi anh thử xem. Tươi sống mũ. Ôi da, mình làm nó hơi mạnh. Vị nó rất là ừ. Vị như là vừa rồi, không cần phải chấm thêm đâu hả nhờ. Ở đây thì có thêm muối tiêu nhưng mà tụi anh nghĩ là chắc cũng không cần phải chấm thêm muối tiêu đâu. Ngoài trời thì đang mưa và trong mấy ngày nay thì ở Quảng Ngãi thì ngày nào hầu như là ngày nào cũng mưa hết. Chắc là bây giờ cũng đã chuyển sang mùa mưa rồi. Và cũng tùy thời điểm, có thời điểm thì trời mưa rất là to, nặng hạt. Có những thời điểm thì trời mưa nó cứ dai dẳng như thế này. Và trong một cái tiết trời mưa lạnh như thế này mà chúng ta được ăn những cái món ăn nóng hổi thì chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nóng hổi và được ngồi quay quần bên nhau nữa thì quả thật là rất là tuyệt vời. Và tụi anh cũng hy vọng rằng là khi mà các bạn có dịp ghé đến Quảng Ngãi thì chúng ta có thể đến với biển Mỹ Khê. Chúng ta sẽ đến với biển Mỹ Khê trong những cái ngày mà tiết trời mát mẻ để chúng ta có thể là vừa tắm biển. Sau khi tắm biển xong thì chúng ta sẽ lên đây để được ăn những món ăn ngon tại nơi đây. Còn nếu như trong những ngày mưa gió như thế này mà giống như Kiều Anh đi ngày hôm nay thì không có phải tắm biển thì chúng ta có thể ngắm cảnh ngoài biển một chút xíu vào buổi trong một cái buổi chiều thời tiết ảm đạm một chút nhưng mà nó cũng rất là thú vị. Và sau khi ngắm xong cảnh biển thì chúng ta có thể lên đây để ngồi thưởng thức những món ăn ngon trong một cái tiết trời mưa như thế này. Quả thật là cũng rất là thú vị. Thôi thì thời tiết như thế nào cũng được nhưng mà miễn sao mà chúng ta luôn cảm thấy thật là thoải mái, thật là thư giãn trong vấn đề ăn uống cũng như là trong vấn đề mà chúng ta đi tham quan một nơi nào đó thì kiểu anh nghĩ rằng là cũng không quan trọng lắm về thời tiết đâu, miễn sao tâm trạng của chúng ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Kiều Anh và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video chia sẻ tiếp theo nhé. Kiều Anh sẽ chia sẻ đến cả nhà những cái điều rất là thú vị tại khu vực Quảng Ngãi cũng như là khu vực miền Trung. Xin chào và hẹn gặp lại.